Một chai nước hoa mang mác hàng nhập ngoại như thế này được livestream bán hàng trên mạng với mức giá 120.000 đồng một sản phẩm. Giá rẻ, nguồn hàng không thiếu nhưng lại thiếu đủ thứ thông tin cần thiết để khẳng định sản phẩm đảm bảo chất lượng. Không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được công bố chất lượng theo quy định, không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt. Vì thế, cơ quan quản lý thị trường xác định lô hàng khoảng 10.000 chai nước hoa này không đủ điều kiện để lưu thông trên thị trường. Vậy nhưng khoảng 2 tháng nay lại được một TikToker có khoảng 4 triệu lượt người theo dõi rao bán rầm rộ trên mạng xã hội. Bà Phan Thị Thủy Tiên thì qua làm việc sơ bộ thì bà cho biết rằng là hàng hóa là do một chủ hàng thuê bà livestream và bà bán cho bà từng sản phẩm. Khi bà bán được các cái sản phẩm đấy thì bà sẽ được thanh toán qua cái kênh TikTok. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận địa điểm kinh doanh được bố trí bài bản với đầy đủ các khu vực livestream, chốt đơn, máy tính phục vụ việc tăng lượt xem ảo. Khu vực đóng gói và kho hàng với tổng diện tích mặt sàn lên đến khoảng 1.000 m2. Ngoài số hàng tập kết trong kho, đoàn còn phát hiện hai bao tải lớn chứa hàng trăm đơn nước hoa đã được đóng sẵn, chuẩn bị chuyển đi các tỉnh như Quảng Ninh, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc với đoàn kiểm tra, công ty không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc cho lô hàng nước hoa kể trên. Chúng tôi cũng sẽ làm việc với các sàn để liên quan đến cái việc mà tuyên truyền cho các cái TikToker để hiểu rõ được bản chất của hàng hóa và cũng hiểu biết thêm pháp luật về quy định hàng hóa như thế nào có thể đủ quy định để bán, lưu thông trên thị trường. Theo khai nhận của người bán, mỗi sản phẩm nước hoa nhập về chỉ có giá dao động trên dưới 60.000 đồng. Giá nhập rẻ nên khi giao bán trên livestream, dù đã tăng giá gấp đôi thì cũng vẫn là mức giá hấp dẫn với người mua. Cùng với dịch vụ giao hàng tiện lợi đến mọi chỗ, mọi nơi, việc kiểm soát chất lượng hàng hóa trên mạng xã hội hiện nay đang là một thách thức trong công tác kiểm soát của lực lượng chức năng, trong khi pháp luật hiện nay chưa gắn trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử. Qua các vụ vi phạm bị phát hiện thì gần như chỉ có người bán và chủ hàng bị xử lý mà thôi.